Xin thân ái chào tái ngộ quý vị khán thính giả đến với chương trình luật pháp trong nước liên quan tới người hải ngoại. Thưa quý vị qua rất nhiều chương trình vừa qua thì chúng tôi nhận được sự yêu thương đóng góp cũng như những lời góp ý và những thư từ của quý vị gửi về. À, xin thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hôm nay một lần nữa chương trình lại trở lại với phần hiện diện của người điều hợp chương trình một nhân vật rất đặc biệt bởi vì anh đã có một thời gian rất dài làm luật sư ở sài gòn do đó những vấn đề về luật pháp ở trong nước anh rất là vững rất là rõ <laughs> thì xin mời quý vị gặp gỡ anh trương quang tính à, tôi trương quang tính xin chào quý vị đang xem đài nét việt tv chào cô uh, lại chi hôm nay cô bằng đồ cũng rất là đẹp <laughs> mỗi lần lại Lê chi lên đây là chỉ chờ anh tính khen thôi đó bữa nào mà anh tính không khen chắc buồn lắm. <cười> <cười> vâng anh tính thì chương trình mình cũng là làm một thời gian cũng khá dài rồi ừ. thì anh tính có cái cái, cái, cái suy nghĩ có cái, cái 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 những cái tâm sự nào muốn chia sẻ với chương trình không? À, thì trước đây Quang Tính cũng từng hành nghề luật sư ở um, Sài Gòn. Uh -huh. à, Quang Tính cùng bà xã hai con định cư ở ô xê này uh -huh. cũng được uh, 6 năm rồi. Uh -huh. à, cũng thì bây giờ cũng gia đình toàn bộ gia đình cũng vào quốc tịch Mỹ rồi. Uh -huh. Đó là một niềm vui và cũng niềm hãnh uh, diện. Uh -huh vâng à, rồi thì còn vấn đề mà anh làm đài với chương trình đó ừ. thì lâu nay anh có nhận được những cái câu hỏi như thế nào trực tiếp không tức là ngoài những cái câu hỏi mà lệ chi chia sẻ ừ. trên đây có những câu hỏi nào trực tiếp và anh có giúp được bao nhiêu người đồng hương mình không à, nếu mà nhận câu hỏi đó à, à, không thêm nha không thêm mong bớt á mang à, tính mà từ làm radio quan tính show tv ừ. cũng trên dưới trên phải trên một ngàn câu hỏi đó. Dữ còn đó hả? trên một ngàn câu hỏi Ừ. rồi quan tính cũng chủ yếu là mình giúp cộng đồng cũng làm cũng nhiều hồ sơ ừ. rồi cũng mấy dịp về việt nam cũng làm hồ sơ nói chung ừ. mọi việc đều suôn sẻ mà quan tính đều rất là may mắn chưa ai cầm lên hết chưa ai mắng vốn gì cả. <laughs> thì uh, bây giờ nè uh, bởi vậy cho nên là cái uh, cái phần mà giúp của anh tính cũng như phần chia sẻ như vậy nè được rất nhiều bà con thương thì khi anh tính ra đường mấy bà con có nhận ra không? Ừ. có. Vậy thì đi chợ là bây giờ là phải ăn mặc chỉnh tề chứ không có phải là uh, như lúc trước hay sao? một số uh, anh các chú và các cô nói quan tính nó quầy khác còn ừ. lên show TV sao thấy đẹp trai quá trắng trẻo quá. Chắc rồi. <cười> <cười> vậy là ăn ảnh lắm à? chắc ăn ảnh. mà thường ta nói mấy người mà chụp hình ăn ảnh đó, uh, hoặc là lên show TV ăn ảnh á, thường nó hơi khó khăn trong cuộc sống éo le cái gì đó. Là nhưng mà quan tính tình, à, tình tình cảm tiền mặt nhưng mà quan tính thấy lúc nào cũng vui cười hết á. Ổng <laughs> là đặn nặng gì khả trời cũng ban phước phải may, yeah, may mắn bởi vì anh <laughs> tính là um, chủ yếu là giúp mọi người. Thành có lẽ đó là một cái ơn mà mình nhận được. <laughs> vâng, còn bây giờ thì uh, trở lại với chương trình. Lệ Chi có một câu hỏi. Về phải có hôm nay cũng không phải là một câu hỏi mà câu hỏi đầu tiên <laughs> là về vấn đề uh, cái giấy di chúc thừa kế đó thì có một uh, anh này anh Lý, anh hỏi là uh, ba mẹ tôi đã định cư ở bên Hoa Kỳ này rồi và trước khi qua Hoa Kỳ, ba mẹ có làm một tờ giấy di chúc có để tên cho một số anh chị em ở tại Việt Nam về căn nhà, nhưng hiện nay ba mẹ tôi thì muốn thay đổi tờ di chúc đó nhưng mà sức khỏe thì rất yếu không thể về Việt Nam để thay đổi tờ di chúc được thì có cách nào để cho ba mẹ tôi thay đổi cái nội dung tờ di chúc hay không? À, cái câu hỏi này đó thì cũng đơn giản thôi. Dạ. Nhưng mà trước khi quan tính giải thích rồi mới thấy đơn giản, Chứ mà giờ mà hỏi nghe nó thấy rất rối. Dạ, đúng rồi. À, kính thưa quý vị, một cái người có tài sản, họ chủ sở hữu. Dạ. Họ có quyền định đoạt cái tài sản của họ sau khi họ mất. Ừ. Đó là thông qua tờ di trúc. Thì theo cái bộ luật dân sự ở Việt Nam Ở điều 657 Về mặt di trúc đó Cái người có tài sản Họ có quyền đặt di trúc Họ có thể sửa đổi di trúc một phần Có thể họ sửa đổi hết tờ di trúc đó Có thể hôm nay họ làm tờ di trúc này Ngày mai họ làm tờ di trúc khác Quý à, vị cũng lưu ý Cái tờ di trúc nào mà sau cùng thì tờ đó có giá trị pháp lý. Ví dụ, hai vợ chồng này là vơi tờ với chúc nhưng mà cái tờ nào sau cùng hợp pháp thì tờ đó có giá trị. Ừ. Rồi sau quan tính nói này hợp pháp thì ở bên Việt Nam cái hình thức di chúc nó có thể hiện qua ba bốn hình thức. Yeah. Cái hình thức thứ nhất đó, là qua công chứng, thứ yeah. hai đó, di chúc có thể mình lên phường xã hoặc là thứ ba là di chúc không có xác nhận của các cơ quan mà có hai người làm chứng. Yeah. Ở trong cái trường hợp quý vị khán giả này đặt câu hỏi đó Ừ, trước đây làm di chúc ở Việt Nam, yeah. bây giờ là muốn làm một tờ di chúc khác. Thấy hạn trước đây là cho hết anh em, bây giờ thôi cho một người thôi. thì bây giờ định cử ở Mỹ rồi, à, muốn thay đổi tờ di chúc này chúng ta phải làm sao? thì trong cái luật ta họ định ở Việt Nam, thì mình ở Mỹ muốn tờ di chúc này hợp pháp á, thì mình soạn ra một cái văn bản là cái thứ di chúc, nghĩa là mình có cái gì, có tài sản gì. Ừ. và mình để lại cho ai sau khi mình chết thì phải thông qua lãnh sự quán Việt Nam. Ừ. nhắc lại, nếu tại di chúc này hợp pháp, ừ. muốn hợp pháp thì phải thông qua tổng lãnh sự quán, nghĩa là cơ quan ngoại giao đó, ừ. nghĩa là kêu mà hợp hợp thức quán lãnh sự. Yeah. À, Sẵn đây quan tính cũng khuyên luôn, thường, thường mấy cái dạng mà tranh chấp về mặt di chúc đó, thường tranh chấp về mặt di chúc hợp pháp hay không hợp pháp. Nếu tại chúc hợp pháp rồi cái người mà ta thường tranh chấp đó, người ta sẽ đặt ra điều kiện là cái người làm di chúc là không còn minh mắn do vậy quan tính khuyên, à, nếu vị nào di chúc thì mình đến tâm thời sự rồi, nếu được thì mình đến các cơ sở y tế bên đây nè, mình khám sức khỏe chủ yếu về mặt tinh thần, tâm thần đó có bị ừ. gì hay không, vẫn còn tỉnh táo thì được hai vấn đề đó đó thì quý vị yên tâm, nghĩa là chắc không ai mà tranh chấp có kiện về mặt di chúc này cả còn thí dụ như có những trường hợp uh, thí dụ như cô chú này hoặc là nếu mà ở tại San Jose thì lên trên lãnh sự quán ừ. ở San Francisco rất là dễ rồi ừ. nhưng mà có những người thí dụ như đang ở những cái thành phố khác đi ừ. mà họ không có khả năng mà đi tới tức là không có mặt sức khỏe thôi thì không có thể đi tới những cái cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại Hoa ừ. Kỳ thì họ phải làm sao? Kêu trong cái phần này đó thì Ví dụ như mình ở San Jose, mình lên sân phăng thì, thì nó rất gì? là dễ. Dạ. Còn một số bà con ở tiểu bang khác, nó xa đại sứ quán Việt Nam, nó Hoà xa tổng bí sư. Orange County cũng Đúng vậy, rồi. mỗi lần đi lên rất là khó. Thì họ có thể họ đến à, các notary đó, notary dạ. đó. họ ký trước mặt công chứng viên tại đây nè. Dạ. tại Mỹ nè, Thời thường thường quý vị thấy mấy dịch vụ nên notary đó. Dạ. Vì ký thì cái, cái cái dịch vụ đó họ sẽ gỡ cái bộ sơ lên cái tiểu bang tiểu nghĩa là ông, ông tổng lý đó yeah. ông xác nhận là cái cái người mà ký này cái người mà công chứng viên là của ổng ừ. thì từ hồ sơ nó chuyển về cái cái ông mà notary thì notary họ chuyển phát thư lên tổng lý sự đồng thời đóng cái phí thì ừ. lên sự họ sẽ đóng dấu vô gỡ chị khỏi cần đi đâu cả ồ oh, vậy thì cũng được ha vì cũng có nhiều nhiều phải có nhiều bước vậy vâng cảm ơn anh tính rất là nhiều chia sẻ chứ còn lại chi nghĩ là thí dụ như ở bên đây mỗi lần muốn thay đổi rất là khó mà ở xa thì không thể nào ở g đi lên lãnh sự quán được vâng câu, câu câu trả lời rất là hay cảm ơn anh rất nhiều còn có một câu hỏi khác nữa ồ oh, uh, tôi có một người bạn uh, khi đến hoa kỳ thăm viếng vì gặp khó khăn nên tôi đã cho mượn tiền Ừ. Cho mượn một số tiền Và sau đó Khi anh ấy về lại Việt Nam Thì không còn liên lạc được nữa ừ. Bây giờ tôi đã biết anh ấy ở đâu Muốn đòi tiền phải làm sao ừ. Trong cái phần này thì đó là giao dịch nhân sự dạ. à, Tại sao ông tính nó giao dịch nhân sự Thì ở bên Việt Nam nó chia hai cái được cái lẫn lộn à, Trước đây ở bên Việt Nam thường nói là hình sự quá nhân sự ừ. Có nghĩa là mình giao dịch nhân sự nhưng mà mượn tay chính quyền đó à, áp vô nó mình đường gạt hay gì đó ừ. thì cái chuyện đó bây giờ là bỏ rồi do vậy trong cái chuyện mượn tiền này nè kêu bằng giao dịch nhân sự ừ. thứ nhất mượn tiền tôi cũng khuyên quý vị nên làm tờ giấy với nhau mặc dù à, giấy tay giấy viết cái đâu cũng được hết rồi thí dụ cái người việt nam mà qua đi chơi người ta mượn tiền bên, bên mỹ nếu mà mình có giấy tờ là chứng tỏ họ rõ ràng họ mượn tiền mình bây ừ. giờ họ về việt nam họ trốn tránh mình đi ừ thì mình có quyền. Tại vì họ mượn tiền mình, mình có quyền mình đòi. Thì trước hết mình phải xác minh họ rõ là họ ở đâu và họ có tài sản hay không. Khi mình biết rõ hai vấn đề này rồi, mình về Việt Nam và là mình nhờ một luật sư bên Việt Nam ủy quyền, Quyết quyền cho một người bên Việt Nam và là ủy quyền cho một luật sư. Họ sẽ làm cái bộ hồ sơ là khởi kiện đòi tiền cho mượn, nghĩa là đòi tiền vay đó. Nhưng mà con tính cũng lưu ý quý vị đó, à, khi mình biết họ ở đâu rồi nhưng mà mình cái nghĩa vụ là nghĩa vụ của mình mình phải biết họ có tài sản hay không vì sao nếu mà họ không có tài sản đó mình khởi kiện họ để mình đòi tiền đó tòa lúc nào cũng buộc cái người mượn tiền trả mình số tiền nhưng mà hiện tại ngay thời điểm đó đó họ không có tiền do vậy cái cái khâu mà thi hành án buộc họ trả tiền cho mình đó, không có làm được kể giống như mình cũng về tiền luôn vừa mắc công mất sức mặc đủ thứ mà họ không có tiền họ không có trả mình được do đó thì các cơ quan mà thi hành án họ không có buộc người kia trả cho mình. thì qua cái vụ việc này đó thì quý vị trước khi mượn tiền thì người ta nói phải có lúa cho mượn gạo mình thấy họ ở đâu rõ ràng thì mình cho mượn chứ à, mình cho mượn rồi á họ trốn tránh mình mình thấy bực bội rồi họ về bệnh họ có tài sản họ tẩu tán hay gì đó họ không trả mình mình mất công thời gian mình thưa kiện rồi đóng án phí nó dựa tốn công tốn sức mà công, đủ thứ, thứ. Do vậy khi quý vị cầm một số tiền cho ai mượn thì nên cân nhắc liệu kỹ cái điều này. Ừ. Vâng. Còn thí dụ như trong trường hợp là uh, mình cho mượn, mình biết cái người đó là uh, có có tiền có tài sản đó, nhưng mà khi anh ấy về bên đó vì một cái tai nạn nào đó mà ừ. người người bạn mình mất đi, ừ. thì lúc đó mình có được quyền đòi hỏi con cái mình không? Cái câu hỏi con này, cái này hay lắm. Hoàng <laughs> tên thấy câu hỏi này hay lắm. À. Cái nghĩa vụ cái ví dụ cái người con đó những cái người con đó đó phải thay cha mình thực hiện cái vụ phải trả cho mình vâng có lẽ trả. phần chi tiết này có lẽ lệ chi sẽ mời quý vị trở lại sau phần quảng cáo thương mại rồi lệ chi sẽ cùng với anh trương quang tính chia sẻ nhiều hơn về cái phần trả lời này ừ. xin cảm ơn quý vị cảm ơn quý vị đã giữ màn hình và bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục với tiết mục luật pháp trong nước liên quan tới người hải ngoại và anh Trung văn tính sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi mà Lệ Chi đã để lỡ dở trong phần một. Thì anh à, thì Lệ Chi muốn lặp lại câu hỏi một lần nữa là khi mà cho mượn tiền ở bên Hoa Kỳ này rồi về Việt Nam thì như anh nói là mình có giấy tờ thì sẽ có thể khởi kiện theo dạng dân sự. Rồi câu hỏi tiếp theo là nếu như người bạn của mình không phải là có ý định là à, không trả nợ cho mình nhưng mà vì một vấn đề nào đó, một cái tai nạn nào đó mà người bạn qua đời thì mà có để lại tài sản ừ. thì mình có cách nào mình đòi cái số tiền đó được không? Thì trong cái phần này trong cái luật định đó, cái người cha mà khi thiếu nợ của mình đó, mà mất đi thì những cái người con đó là hàng thừa kế của người cha đó hưởng cái tài sản của người cha đó, hưởng đó cái quyền lợi nhưng phải có nghĩa vụ thanh toán những khoản nợ mà mình cha mình còn sống mắc nợ. Cho ừ. vậy trong cái trường hợp này cái đối tượng chính của mình đã mất rồi, mình có quyền khởi kiện những đứa con nhớ đứa con này để thực hiện cái nghĩa vụ trả nợ được cho mình do vậy mình có quyền có quyền đòi những đứa con nhưng mà trong trường hợp nào thí dụ như là mình không biết là người kia mất hoặc là vì lý do nào đó mình không biết được là cái thủ tục thừa kế họ đã hưởng xong hết rồi họ bán cái nhà đó đi rồi thì mình có cách nào mình đòi được hay không giống như quan tính trình bày lúc đầu đó thì cái người cha mắt rồi những người con hưởng về thừa kế này nó có quyền lợi của họ hưởng nhưng họ có nghĩa vụ thực thi trả nợ cho mình Tuy nhiên những cái người con này nè Họ cũng phải có tài sản Con tính nhắc lại là trong này là dân sự nha Họ cũng phải có tài sản Để họ đáp ứng đủ Khi mà thi hành án Thì hành án buộc họ trả cho mình số tiền Họ có, họ mới trả Còn người lại những cái người con này đó Mà không có tài sản gì cả Thì kể giống như là khi tòa quyết định Buộc họ trả cho mình mà tới thi hành án đó kê biên tài sản để trả cho mình, họ không có gì. Kể giống như là mình đổ sông, đổ biển, mình làm cái công việc ra tòa tranh tụng tốn tiền luật sư mình cũng cũng không được gì cả. Ừ. thì ra là vậy à, và thưa quý vị à, thì đó là một số cái câu hỏi mà lệ chi nghĩ là có liên quan tới chúng ta rất là nhiều bởi vì gần đây thì rất là nhiều bạn bè những người thân của mình từ Việt Nam qua bên Mỹ này du lịch ừ. thì có thể là vì khó khăn trong lúc đó mình hoặc là vì vấn đề gì đó mình cho mượn một số tiền vì vậy thì phải cân nhắc kỹ để không có mất cái tình nghĩa bạn bè anh em mất mà mất đủ thứ vừa mất tiền mà mất, mất được thứ hết còn bây giờ thì có câu hỏi khác nhá là Ồ oh, có của một anh này gọi là anh Dũng anh hỏi là uh, vợ chồng tôi hiện thường trú tại Mỹ chúng tôi có mua một căn nhà ở bên Việt Nam nhưng vì lúc tôi về Việt Nam À, tôi chỉ có một mình tôi về do đó tôi ký giấy tờ một mình tôi thôi ừ. bây giờ tôi muốn bán căn nhà đó thì có cần phải có tên người vợ tôi hay không Đã. và nếu trong trường hợp người vợ tôi không đồng ý nếu thì tôi có thể bán hoặc tặng một nửa phần giá trị tài sản của tôi không à. cái, cái phần này đó à, giống như mình tính trình bày đó à, đây là một cái tài sản trong thời kỳ ủng nhân mặc dù một cái người chồng đi giao dịch thôi giao yeah. dịch thôi Dạ. là tôi thì... nhớ cái show trước đây là anh tính có trả lời ừ. vấn đề này rồi Đi. giao dịch thôi nhưng mà đây là tài sản chung. do vậy muốn bán cái căn nhà này đó hoặc là bán phần nửa của mình đó đều hỏi ý kiến của người vợ cả nếu không có chữ ký của người vợ hoặc là không có ý kiến người vợ thì người chồng này không có thể thực hiện cái giao dịch mua bán căn nhà này được ừ. à, tức là sao thí dụ như một căn nhà đó uh bây giờ muốn bán á thì phải hai người cùng ký dù là cái thời điểm đó là không có người vợ đứng đó ừ. nhưng mà nếu bây giờ anh này nói ô bây giờ cô vợ thì không đồng ý ký bán phân nửa căn nhà bây giờ anh muốn bán cái phân nửa căn nhà đó có được hay không cái phần này trước hết á thì dụ hai người Đúng. ly hôn là ly hôn uh -huh. không cần ly hôn cũng có thể được dưới điều kiện hai người phân chia tài sản riêng văn tính nói tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân ừ, có cái luật có đó, luật đó nghĩa là mình bây giờ mình không cần ly hôn hai vợ chồng mình dán sáng ừ. nhưng mình phải xác lập tài sản ừ. riêng trong thời kỳ hôn nhân nhưng đây cái tài sản căn nhà này là tăng, tài sản là căn nhà hợp nhất không thể cắt làm hai giống như chiếc xe đó chiếc xe ừ. không thể, ừ. không thể cắt làm hai ngưỡng miếng dạ. do vậy bán cái căn nhà này phải hỏi ý kiến của người vợ ừ. còn ngược lại mà vợ không đồng ý nữa mà người vợ chấp nhận đây là tài sản riêng ông muốn làm gì làm à, ừ. người vợ mà làm khó không ký thì lúc này ông này có thể làm hồ sơ nộp ra tòa nộp ra tòa ừ. nghĩa là tôi muốn bán căn này mà vợ thu không, không không đồng ý ừ. thì lúc này ông tòa ông sẽ gặp cái cô vợ nói thôi bây giờ ưu tiên cho chị ừ. ưu tiên cho chị hỏi ý kiến chị chị không đồng ý nhưng mà người ta gì người ta tốn vẫn mà tôi muốn bán phần nửa này chứ ừ. trước đây là chị đồng ý rồi ừ. tài sản riêng ừ. trong thời kỳ công nhân nếu mà chị có quyền chị ưu tiên chị mua lại trước tức mua là trước, oh, mua tiền tức là trả U lại tiền. cái phần nửa số kia chứ, Ưu tiên mua trước, nếu mà chị không được á thì ông lúc này ông toàn sẽ đứng ra, ông sẽ bán cái căn nhà đó. Ừ. Nhưng mà trong vấn đề này đó thì theo quan tính nghĩ đó, câu hỏi thì câu hỏi thôi. Chứ trong cái trường hợp này thì nó thỉnh thoảng nó cũng có như vậy không? Biết không? Ừ. Có nhiều ông chồng Thích cho con cháu thay vì là đúng. bán thế đó, ừ. cho... có nhiều ông chồng đang sống vậy đó, có có, có, có bộ nhí cái bộ dí, có cái nhà bây giờ làm sao mà cung cấp cho bộ nhí được cái về kêu vợ bán phân nữa cũng có nhưng mà những cái trường hợp này đó thì thượng ra ông tỏ xét dữ lắm nguyên dạ. nhân nè lý do gì nếu mà chính đáng thì ông không được còn nếu không được ông cũng bác hồ sợ thôi dạ còn thí dụ như trong trường hợp đó là bán căn nhà còn không thôi bây giờ muốn cho một cái người thân của mình mà cô vợ không đồng ý thì giờ mình muốn cho cái phần của mình thì như thế nào nó phần thế này nè cái này nó đơn giản hơn cái câu hỏi đầu ừ có nghĩa là mình chia tài sản riêng nghĩa là trong thời kỳ hôn nhân có nghĩa là trong thời kỳ mặc dù tôi với cô là tồn tại giờ sao nhưng mà tôi căn nhà này nữa của tôi à, à chiếc xe này của tôi à chiếc xe kia của, à, của cô à cô có quyền định đoạt ở trong cái trường hợp này đó mình được phân nửa rồi do đó mình có quyền có quyền à, mua bán tặng cho hay trong trường hợp này trong cái giấy mà chủ quyền đó có hai giờ sao nếu mà giờ chồng à, cho cháu mình hay con mình hay gì đó thì người chồng làm có hợp đồng mua bán phân nửa căn nhà này nè rồi xong rồi lúc này nè cho người cháu đi thì người cháu sẽ đứng tên cặp chung với những vợ mình trong căn nhà đó thì có nhưng bằng... mà có dọn cho ở được không nếu người vợ không đồng ý cho dọn vô <cười> <cười> tại vì cái những trường hợp thì chỉ biết là cái vấn đề rất là tế nhị đúng. Thí dụ như là giữa gia cô dâu và gia đình chồng không có thuận thảo với nhau mà người chồng bây giờ muốn để lại cái tài sản đó cho gia đình chồng em mình hoặc là <laughs> cháu mình đó thì thì trong trường hợp đó thì có khó khăn không? cái cái phần đó thì quan tính trình bày đó thì đã, đã đã xác nhận tờ theo riêng mình muốn cho tặng cho ai cho hạn trong trong giấy tờ lúc này vợ mình đứng với cháu mình đứng đi uh -huh. còn cái chuyện mà cái người cháu mà dọn dở ở chung á thì cái chuyện nội bộ gia đình tòa không, 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 có, không có giải quyết không có bắt buộc là không phải bộ. được cho Như, nếu mà làm căng quá làm căng quá tòa ổng sẽ ra một cái quyết định chấp nhận. Tại vì sở hữu chung có hai người mà, dạ. có quyền cho ta ở. Thì ở trong trường hợp này ở Việt Nam thì quan tính thấy cũng nhiều lắm. À, nhất là vợ chồng, uh -huh. mặc dù ở chung, ở chung nhà nhưng mà không có chung các cái. Nên không có chung cửa. À, <laughs> cửa trước cửa à, sau. Ngăn ra. Quan tính thấy. Biết là chi có thấy chưa? Dạ, chưa ngăn làm dạ, hai. Về, chưa hoặc là ngăn giữa, người ở trên người ở dưới. Vẫn là ờ. vợ chồng, hoặc là ngửa trên lầu người dưới đất vẫn ờ. cho, vẫn cho tức là vẫn vẫn cho thành đúng ra là vẫn những, những vấn đề là giữa thương thuyết ở trong nội bộ nhưng ừ. mà trên luật thì mình có quyền làm ừ. cái cách đó tức là cùng đồng sở hữu với đồng vợ sổ. mình. Ừ. Cũng 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 là một cái câu hỏi rất có một, một, một trả lời rất là hay. Thưa anh khi mà cái câu hỏi này là của một bác là muốn ở Việt kiều Mỹ này, muốn định hồi hương về Việt Nam. Thì khi về như vậy đó thì có một số tài sản bên Việt Nam như xe cộ đem về bên 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 ừ. bên Mỹ này đem về bên Việt Nam thì cái cái thủ tục như thế nào để mình có quyền đăng ký xe hoặc là những cái như thế nào để đem tài sản về Việt Nam không có bị cái, kiểm soát gì không? À, cái phần này đó là di chuyển tài sản, về yeah. thủ tục hồi hương. Dạ. Yeah. Thì cái thủ tục hương thì nó có mang tính chất nó hơi rắc rối đó. Ở uh -huh. trước đây những cái thủ tục hương đó thì làm tại đại sứ quán và tổng lãnh sự yeah. nhưng mà kỳ rồi quan tính có lên làm hội tục này thì họ yêu cầu về việt nam làm đó là vấn đề thứ nhất cái làm thủ tục hồi hương đó thì mình có cái cái mẫu đơn mình làm rồi ở việt nam đó phải có người bảo lãnh còn bây à. giờ cái chuyện là thủ tục quan tính bỏ hơn bên, bên Giờ cái, cái tài sản mà đi di chuyển khi mà hoàn thành thủ tục hồi hương rồi đó thì quy định ở bên việt nam mình được phép à, một hộ dùng từ hộ nha ví uh -huh. dụ như một quan tính cũng tính là hộ hai vợ chồng cũng tính là một hộ uh -huh. được phép mang mỗi thứ một một món ví dụ uh -huh. chiếc à, xe hơi chiếc xe mô tô một cái tivi một cái tủ lạnh một thứ một món một món chết rồi bên việt nam nhà nhiều lúc hai ba phòng thì sao <cười> <cười> Chịu. cái phần này đó quan tính nói nè vừa à, qua thì nó rộ lên năm hai mười một hai thấy thì người ta đem xe thường qua đúng. trời luôn đó uh -huh. nó người ta nói là hồi hương thì mỗi người có thể đem về ừ. một cái xe nhưng mà hồi hương thì ít nhưng mà cái chuyện mà ta đem xe về ta người ta bán ta kiếm tiền thì nhiêu dạ. còn cái trường hợp này quan tính về nó thuế nè đây mới gọi là quan trọng dạ. khi mình hồi hương thật sự nha quan tính nó hồi hương thật sự mình đem một chiếc xe mình về thì bên kia người ta dùng cái từ là miễn thuế xuất nhập khẩu cái thế này rất là cao ví dụ mình mua chiếc xe hai 000 ngàn 20 ngàn đô la ở đây nếu mình không phải là dạng hồi hương không ừ. phải thì người ta đem xe về bển người ta có thể đánh giá đánh thuế đó thuế xuất nhập khẩu một trăm phần trăm có thể là hai trăm phần trăm tùy theo mua đến xe tùy theo độ xe ừ. nha thí dụ văn tính nói là đánh một trăm đi mình đó, đem xe hai chục ngàn mình về bển họ đánh mình một trăm như vậy mình phải mất thêm hai chục ngàn nữa ừ. là, là thành chiếc xe là bốn chục ngàn nó người bình thường thôi nha dạ. còn cái thuế cái tiếp là năm mươi giá trị xe là thuế tiêu thụ đặc biệt Thí dụ như mình hồi hôn thật sự thì mình đỡ được tốn được cái 100%, nó là 20 ngàn rồi. Nhưng mình về bản là mình phải đóng 50% của 20 000 là đóng thêm 10 ngàn nữa. Rồi cái hồn thuế tôi thuộc đặc biệt, ngoài ừ. ra thuế giá trị gia tăng nữa, khoảng yeah. 5% với chiếc xe. Oh. Rồi giấy tờ cũng 3-4 ngàn. Thì như vậy chiếc xe từ đây 20 ngàn, ừ. mình đem về bản thì nó chạy ra, hồi hôn thật sự đó nha, yeah. thì nó cũng khoảng 30 mấy ngàn nhưng mà một chiếc xe 20 ngàn mà đem về Việt Nam á mình mình chạy mình lăn bánh á, theo quan tính giá á, cái giá có bán ra đó từ khoảng từ 50 ngàn cho 60 chục ngàn tức là vẫn có lời vẫn có lời <laughs> vâng. nhưng mà ngược lại mà mình không phải hồi hương thì họ đánh thuế mình trăm phần trăm hai thì mình không có lời chúng ta sẽ trở lại với chương trình này cũng như những câu hỏi tương tự như vậy nếu quý vị vẫn còn thắc mắc thì xin hãy liên lạc với Net uh, Netviet TV cũng như là gọi cho anh trương quang tín bây giờ thì xin chào tạm biệt cảm ơn anh trương quang tín rất nhiều chúc cô Địa chi lúc nào cũng tươi trẻ khỏe đẹp Rồi, cảm ơn cô chi